cầm chỉnh. Đấy, khi hai đô keo vật biểu diễn là ba lên ba bước xuống, vinh quy bái tổ, ba bước ra ba bước vào, thể hiện tinh thần thượng võ ở các vùng miền. Xe này là để dương oai mái võ ở các vùng miền, có nơi là xe tơ dệt lụa, có những nơi là biểu diễn những màn trên lao động sản xuất của quê hương mình. Các bạn cho hai đô một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho hai đô với màn xe này. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý khách gần xa, kính thưa tất cả quý vị khán giả và kính thưa tất cả những người có mặt trong lễ hội năm 2021 tại xã Ngô Xài, huyện Quốc Oai. Phải nói rằng đến giờ phút này, quả thực rằng cuộc đời của tôi lên sân sới cũng vừa tròn. Đến giờ phút này thì tôi đã cũng nghỉ hưu rồi, nhưng để tuổi đời lên sân sới thì cũng được trên dưới 20 năm. Từ khi tham gia từ giải trẻ cho đến kết thúc cuộc đời vận động viên là được hơn 20 năm. Phải nói rằng đối với đất quê hương Quốc Oai nói chung và với Ngô Xài nói riêng, thực tế trước hết xin phải cảm ơn chính quyền địa phương, bà con nhân dân, quý vị khách từ các thập phương từ xa đã dành cho các vận động viên thể thao nói chung và các đô vật nói riêng. Đây là một cái tình cảm rất tuyệt vời. Cuộc đời hữu tình lên sân sới 20 năm, đến giờ phút này đã trọn vẹn 63 tuổi. Vâng, phải nói rằng cuộc đời hữu tình thành đạt, được những tấm huy chương, được nhà nước trao tặng huy chương Lao động ba, tôi không thể quên được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm, tình cảm của các quý vị, các cụ, ông bà, các bạn bè, những người từ phương xa đã dành cho tôi một tình cảm, động viên tôi hàng ngày, động viên tôi từng năm, từng tháng, trong những năm tháng tôi còn là vận động viên. Phải nói rằng đỉnh cao của tôi không thể quên lên được các chính quyền địa phương, cha mẹ, anh em, bạn bè và đặc biệt đối với ngành thể dục thể thao. Hôm nay được về với sân sới quê hương Quốc Oai nói chung và đặc biệt là về với quê hương, phải nói rằng tôi rất gắn bó, tôi rất trân trọng, rất quý trọng, rất yêu mến. Vâng, hôm nay tại sới vật chúng tôi lại được một lần nữa thể hiện bằng một keo vật rất đơn giản, không như ngày xưa. Vâng, xanh chín đấu đầu rồi có thể chảy máu đầu, chảy máu tai, nhưng bây giờ với tuổi đời tôi hoàn toàn là sang vật khác, đó là chỉ phục vụ bà con một vài nét vật mang tính truyền thống, đó là cái xe này và một vài kỹ thuật đơn giản để giới thiệu thế nào là môn vật dân tộc, thế nào là vật tự do, hai nữa thế nào là xe đầy lối cổ và thế nào là xe đầy lối tân tiến. Vâng, hôm nay trước hết đầu xuân mới, thực tế hương xuân vẫn còn nhiều, cho phép tôi gửi tới lời chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà, đến chính quyền địa phương, với tất cả các quý vị, đặc biệt là ban tổ chức. Phải nói rằng cho chúng tôi một cái tình cảm, cho tôi gửi một lời chúc sức khỏe, một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, chúc giải vật mùa xuân năm 2021 thành công tốt đẹp, giải vật vang của huyện Quốc Oai nói chung và đối với địa phương nói riêng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các cụ, ông bà và các quý vị rất nhiều. Hai thằng kia đánh luôn, chống luôn.
trân trọng giới thiệu ông Đỗ Phiếu Tình, mang huy danh là vận động viên đã từng dự Olympic 10 năm liền vô địch Việt Nam. Rất cẩn thận, gặp ông Đỗ Nguyễn Tây Thịnh, kiện tướng Việt Nam, huy chương vàng Việt Nam nhiều năm liền. Mời hai ông Đỗ vào giữa giới làm thủ tục thi đấu. Hai đôi xe này, xin lỗi ban tổ chức, khi mà hai ông Đỗ kiện tướng vật thì lại phải kiện tướng đánh trống. Kiện tướng Nguyễn Đình Khu cầm trịch. Đấy, khi hai đô kêu vật biểu diễn là ba lên ba bước xuống, vinh quy bái tổ, ba bước ra ba bước vào, thể hiện tinh thần thượng võ ở các vùng miền. Xe này là để dương oai mái võ ở các vùng miền, có nơi là xe tơ dệt lụa, có những nơi là biểu diễn những màn trên lao động sản xuất của quê hương mình. Các bạn cho hai đô một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho hai đô với màn xe này mang lối cổ. Như các bạn đã biết, đây là hai ông đô đã từng ở trên giới ở những thập niên 80. Khi hai ông đô đến các sới vật thì đều rộn ràng khán giả xem, các trọng tài chuẩn bị, hai ông đô chuẩn bị kêu vật biểu diễn bắt đầu. Kêu vật biểu diễn là kêu vật không phân biệt thắng bại, mà hai ông đô chỉ biểu diễn mô phỏng các kỹ thuật cơ bản của vật truyền thống Việt Nam để cho khán giả theo dõi thưởng thức. Vượt qua ông đô, ông Đô Tình đã xem sau. Vâng, và Đô Tình đã thoát được phần miếng bò, miếng chăn rau của ông Đô Phiếu Tình. Tiếp tục ông Đô Tình và bóc một thôi dừng, đã ra ngoài rồi. Mời hai ông Đô tiếp tục vào giữa sới để thi đấu. Có thể nói ở tuổi 63 nhưng ông Đô Phiếu Tình vẫn còn rất là nhanh nhẹn. Vâng, và ông Đô Nguyễn Đình Thịnh đã sang sau nhưng không thành công. Hai ông Đô tiếp tục ở tư thế bằng miếng hương sở trường. Đô Phiếu Tình sẽ sao? Ông có xử lý được không? Ông có xử lý được miếng sườn không? Nào, đang rồi, do tuổi cao cho nên là miếng gồng vừa xong đã bị ông Đô Nguyễn Đức Thịnh và phá được. Hiện nay ông Đô Nguyễn Đình Thịnh đang sang sau. Nào, ông Thịnh xử lý thế nào? Có nhắc được không? Thành công rồi, lại ngược lại đã phản đòn thôi, ra sao rồi. Vừa xong là ông Đô Phiếu Tình đã phản đòn với ông Đô Nguyễn Đình Thịnh nhưng mà đã ra khỏi giới. Hai ông Đô tiếp tục ở phía bên đường. Mặc rồi, đúng rồi, thôi ra ngoài. Khi các ông Đô biểu diễn thường là có kết quả hòa, và cuối cùng ở các trận đấu thường là ở miếng sườn ngoài, hai ông Đô đều ngồi ra sới và biểu diễn trước khán giả. Đây là miếng sườn ngoài. Thôi rồi, mời hai ông Đô vào công bố kết quả. Như vậy là không có đô nào thắng đô nào, hai ông Đô đã biểu diễn phục vụ bà con. Mời hai ông Đô đứng ra sới. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tạ Văn Thao, giám đốc công ty Tây Đô, lên thưởng cho hai đô, mỗi đô là 500.000 đồng. Đề nghị khán giả cổ vũ cho hai ông đô.